Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2021, Tuấn Dương lại tiếp tục đến Hội Người Mù của quận 11 để chia sẻ với khoảng 70 người mù của quận 11. Thì Tuấn Dương sẽ phát cái món quà của bác Hà Điếc, năm nay 82 tuổi, ở Edmonton, Canada tài trợ. Như vậy là Tuấn Dương đã phát quà được cho Hội Người Mù quận 10, Hội Người Mù quận 3, Hội Người Mù hôm nay là Hội Người Mù quận 11. Vậy là tính đến hôm nay là được 4 hội rồi. Để Tuấn Dương nhớ lại xem ta. Quận 10 này, quận 11 này, quận 10 này, quận Tân Bình này, quận 3, và ngày hôm nay là quận 11. Như vậy tổng cộng là mới phát được 4 quận. Thì Tuấn Dương sẽ chia mỗi một cái hoàn cảnh là 400.000. Thì hôm qua bác Hà có gửi tin nhắn về, bác viết ra giấy rồi nhờ con gái bác chụp hình gửi cho Tuấn Dương. Nếu mà cái hoàn cảnh người mù nào quá khó khăn thì tặng họ 2 phần quà. Thì Tuấn Dương cũng mới đầu thì Tuấn Dương cũng không có dám tặng một người 2 phần. Tuấn Dương chỉ dám là theo cái danh sách để đảm bảo cho nó đúng, cho nó chính xác là ai có mặt thì được nhận. Duy chỉ có bên quận 3 có một số trường hợp đang bị F0, không có đi lãnh được, mà các anh chị cũng năn nỉ quá nên phải phát nên là phải phát gọi là không phát trực tiếp được mà phải nhờ người mang tới. Đây bây giờ mình đã tới Hội Người Mù quận 11 đây rồi. Cô chú đã tới rồi. Đây theo danh sách hội viên Hội Người Mù quận 11 đây các bạn. Có tên, tên, tuổi, nam, nữ, nơi ở, ngày hội, số chứng minh nhân dân, số điện thoại. Cũng tới rồi hả? Dạ vâng. Đó. Đây. Theo danh sách là có 68 cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa bây giờ chắc cái vị trí nó chật quá thì có thể mình cứ phát dần rồi cho các cô chú đi được không anh? Cứ theo danh sách ấy. Dạ vâng. Đi theo, bất cần phải đọc không anh? Dạ thì bây giờ anh đánh dấu cho coi là để đỡ lộn người nọ người kia cho ai phát. Bây giờ anh phát luôn ha. Dạ vâng ạ. Bây giờ các dạ ai chủ tịch cô đây. À, con xin chào tất cả các ông bà cô chú anh chị hội người mù quận 11. Dạ thưa con tên là Tuấn Dương và ngày hôm nay con đại diện cho bà Hà Điếc 82 tuổi ở Edmonton, Canada. Bà có gửi biếu mỗi hội viên hội người mù quận 11 mỗi người số tiền là 400.000 tiền mặt. Thì trước khi phát quà thì con xin mời cô chi hội trưởng hội người mù lên có một vài đôi lời giới thiệu về hội viên. Dạ. Con chào cô. Dạ, con chào Tuấn. Dạ thưa, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay cô 60 tuổi. 60, dạ. Cô ơi, cô giới thiệu về hội người mù của mình là có bao nhiêu người và tình hình các cô chú anh chị trong hội thì sinh sống ra sao thưa cô? Dạ, bây giờ trước hết là cô cảm ơn bác Hà. Dạ. Từ ở nơi xa xôi, bác rất là lớn tuổi mà bác có lòng nghĩ tới người khiếm thị ở Việt Nam. Dạ. Rồi Tuấn cũng thay mặt bác có công đến đây thông phát cho từng anh chị em hội viên. Dạ. Rất là đáng quý, món quà không phải là chỉ là vật chất mà còn giá trị tinh thần. Dạ. Rất là lớn. Cô xin thay mặt tất cả cảm ơn và cầu xin ơn trời, ông ơn trên ban nhiều phước, ban thật nhiều nhiều sức khỏe cho bác. Vâng. Bác được sống lâu cũng như Tuấn cũng thật nhiều nhiều sức khỏe để đến cho anh chị em hội viên được nhiều hơn. Vâng. Rồi cô xin nói một sơ nét về em hội viên ở đây. Dạ. Đa số là người già, người cao tuổi. Dạ. Mà phải nói là rất là khó khăn. Dạ. Có những hội viên lớn tuổi bán vé số, dạ, bán nhà mà lại bệnh hoạn nữa. Dạ. Nhưng mướn nhà thì vẫn phải đi bán. Vâng. Rồi có hôm nay thì chỉ có một số người không có mặt lại. Vâng. Bị liệt. Vâng. Bị liệt thì không đến được. Rồi có hai người thì bị Covid. Vâng. Bị Covid mà hai vợ chồng còn bị thì nó không có thể thay chồng tới được. Vâng. Nhưng mà cô chỉ ghi danh sách của người đi được thôi. Vâng. Mà thấy thương, rất là thương những người đó mà không biết sao giờ. Thì cũng mong là kỳ sau á. Vâng. Thì bác Hà cũng như Tuấn á. Dạ. Thông cảm cho những người đó, giúp cho những người. Dạ. Đó tại vì cô cũng thấy là ấy nấy. Dạ. Tại vì họ liệt cũng không làm gì được hết. Vâng. Rồi bị Covid nữa. Dạ. Còn đa số là bán số là nhiều, rồi massage. Dạ. Rồi có người thì không có làm được việc gì, phụ thuộc gia đình ạ. Dạ. Có những người sống lệ thuộc gia đình. Rồi có những em thì như Hồng Nhung, Ngọc Phú nè, giống như vừa bị giống như não. Dạ thưa cô, thì cái người lớn tuổi nhất trong hội là bao nhiêu tuổi hội viên đấy cô? Người lớn tuổi trong nhất ở đây á là khoảng dạ có bác nào là 90 tuổi không ạ? Không có đâu. Chưa. Dạ 80 ạ. Bác Trục Anh có đi không được? Dạ. Bác Trục Anh có đi luôn. À 80 có một bác. Dạ. 80 mấy rồi đó. 8 mấy rồi. Dạ rồi, trẻ nhất là bao nhiêu tuổi thưa bác? Thưa cô ạ. Trẻ nhất là 18 tuổi. À, 18 tuổi. Không có đi được. Vâng. Mất đi học là cô. Dạ dạ. Rồi dạ. Tuấn ai có mặt nó đi rồi cô. Dạ. Không dám đi nữa. Dạ vâng. Vậy thôi bây giờ thưa cô thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phát đi. Bây giờ anh đánh dấu giúp em tên từng người xong rồi. À. Rồi và hôm nay thì có Lý Hương sẽ phát tiền dùm. Dạ. Dạ gửi biếu bác ạ. Mỗi cô chú sẽ nhận là 400.000, hai tờ tiền mặt, mỗi tờ 200.000 nhá. Dạ. Bình chân. Anh à? Dạ. Mẹ của anh à? Rồi, gửi biếu anh. Đang đóng lẻ. Ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ. Dạ. Đóng chơi, đóng chơi. Dạ. Bước xuống đó. Rồi. Quỳnh Trân, anh em, em đọc rồi. Quỳnh Trân đâu? Dạ, đây. Dạ, của em nè, rồi. Ngọc Giao, Nghĩa. Chạy lên kêu Nghĩa với Ngọc Giao xuống, em heo thanh cái. Hồng Nhung. Đây, dạ. Dạ. Con cầm Lê Hương. Lê Hương đâu? Đó à, trời ở trên lầu biết trên nào để kêu xuống hết rồi mẹ. Trương Minh Quang. Đây, chú Quang bà Minh Thuấn đây rồi. Rồi.
Đây đây rồi em đứng đó, em đứng đó. Dạ dạ gửi biểu chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ đây cô đây. Không ơi cô cứ ngồi giơ tay lên, cô chú cứ ngồi tại chỗ rồi cô chú giơ tay lên ạ. Rồi anh Vũ này. Đâu Dương Chí Hùng đâu? Rồi em đứng im ấy, giơ tay rồi em xòe tay rồi. Rồi bà đứng im, bà ở im đấy, bà cứ giơ tay lên ạ. Dạ. Rồi đằng sau, đằng sau. Dạ. Bạn trường ra không? Đây mẹ đây. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18. 18 tuổi. Dạ, rồi. Quốc Trung Nam. Ừ. Dạ. Lý Mỹ Linh. Đồng số đạt. Ừ. Dương Hùng Quỳnh Nha. Đó, ngoài này rồi. Rồi từ từ, rồi các chú cứ từ từ nha. Dạ. Mỗi người 2 tờ, mỗi tờ 200. Tổng cộng là 400 ngàn, các cô chú cất tiền cẩn thận giùm con. Mấy anh em nào đã đâu lãnh đền nữa nha. Ba giờ nữa, còn một đợt nữa đó. Mình đi ăn đâu? Không, đi ra. Đây. Rồi, chú cứ dạ. Trần Thị Dung. Trần Thị Dung đâu? Giang Huệ Thành. Giang Huệ Thành. Chú đi về. Đăng Kim Lý xong rồi. Dạ dạ. Ba giờ lại đây. Ba giờ, ba giờ là. Rồi giờ tới ai ăn nữa nè. Đi ra ăn nào vậy? Rồi, đi thẳng chú. Thái Quê đâu? Thôi, Thái Quê đây. Rồi, đây, đây. Dạ, gửi biếu chú. Dạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. 400 ngàn chú nhá. Dạ, dạ, cảm ơn. Dương Thị Bích Anh. Dương Thị Bích Anh. Giang Huệ Thành. Giang Huệ Thành, dạ. Okay. Rồi, gửi biếu anh. Rồi, dạ, dịch vô nha, dịch vô nha. Đến hàng, cầu hàng, cầu hàng đâu. Chắc chống nghĩa đâu. Rồi, đây đó. Dạ. Để đi vào đâu. Dạ, tay lên. Đánh xong rồi. Vô đây. Đứng lại hương đâu. Đây thì nghĩa có không mà đi đi ra anh nhận từ ta đi đó nó đi ta đi cho nó đẹp đâu em ơi ra nó mới đợi đó đây rồi ba rồi để chờ để chờ để chắc luôn tốt Dương Thị Bích Anh đâu Dương Ngưu chờ anh chưa qua chờ chờ rồi rồi chú đứng im đấy, chú đứng đấy, chú đứng đó. Dạ, rồi. La Nhân Quê. La Nhân Quê đứng yên đó, đứng yên đó. Đâu chị Ngọc đâu, chị giơ tay lên rồi. Lý Phương giơ tay lên. Rồi Lý Vương kia đúng không? Dạ đúng rồi. Lưu Hiếu Bình đâu? Lưu Hiếu Bình đâu? Đang qua, đang qua. Sáng cái này, sáng điểm à. Anh Kiến Cường đâu? Đang qua luôn, đang qua luôn vậy. Dương Nhân Cường. Rồi.
Rồi chú đứng yên đó. Đây đây ông chú này. Rồi dạ xong. Đây, Trần Thúy Phượng đây. Rồi. Ủa, của em hai mắt là kín luôn hả em? Dạ. À, kín luôn, không có mắt ở trong hay sao em? Dạ, nó có nhưng mà nó giống như nó bị teo lại á. À, nó teo lại sao? Nó kéo màng hết dạ, lên mắt. Dạ, tức là sinh ra là nó vậy rồi, à. Nó bọc lại, nó giống như là... À, đây, đây, gửi biểu em. Ừ. Dạ, dạ, em cảm ơn. Giờ em làm nghề gì? Dạ, em làm văn phòng. Ờ, làm văn phòng được. Ừ, giỏi ghê á. Ừ, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Đây đây em. Chưa rồi rồi chị giơ tay chị đứng im đấy rồi đây gửi biếu chị 400.000 ăn Tết nha. Số lượng là 68 hội viên. Rồi anh đứng im đấy, anh đứng im đấy. Dạ rồi đây gửi biếu anh 400.000 nào. Dạ. Cất tiền cẩn thận anh nha. Dạ cảm ơn dạ. Ai Bùi Đức Hoàng. Đinh Đồng Thiên Anh. Dạ có. Bà Ngọc Phú. Ừ. Lý Diệu Giỏi. Nguyễn Điền Gái. Quan, chú kia đã từ từ đọc qua. Từ 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 gái, để ở trong, phát ở trong đã. Đây, gái ở ngoài này, cô gái ở ngoài này. Đó, có. Rồi chúc chú ăn Tết vui vẻ nhá. À, cảm ơn anh chị. Dạ, anh dạ. Là này của bà Hà 82 tuổi Edmonton Canada gửi tặng. Dạ. Dạ. Nguyễn Thị Hoa giơ tay lên. Giơ tay lên. Đây 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 bà đây rồi. Dạ cô bà. Nguyễn Thanh Cao. Cao rồi đây người chú Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Mạnh Cường đâu? Đâu Nguyễn Mạnh Cường giơ tay lên chú Cường, chú Cường giơ tay lên. À, rồi ông Nhung đâu? Rồi đây. Dạ. Số 69 Sang Minh Thành. Sang Minh Thành. Hoàng Hợp Lục là em á. Vâng. Rồi được anh đánh dấu nhận là được không? Anh sinh năm mấy? 1991. 1991. Dạ. Vợ con thì chưa? Dạ có con rồi. À. Mấy cháu rồi? Dạ một cháu. À, dạ. 1991. Dạ rồi. Đây. Anh đánh dấu luôn, phát luôn dạ, cho anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tiền. Rồi gửi anh. Dạ. Để anh thư ký. Dạ. 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 Dạ.
cái vụ COVID không được. Bây giờ có hai trường hợp COVID không đi được, anh Nguyễn Đức Toản với lại Đặng Cẩm Tuyền. Hai trường hợp bị F0 không đi được. Trong đây danh sách không có. Không có ghi bị gì đâu, đang bị F0 đó. Trong danh sách không ghi, bọn em không có chuẩn bị tiền. Phát sinh thêm một người. Thêm một người, còn nhiêu là nhận hết đúng không? Dạ. Vậy là 69. Hai người đó là phải biết COVID là sao được. Thôi COVID thì để cho nhà nước hỗ trợ dùng đi cô. Dạ. À. Có cô chú nào chưa nhận tiền không ạ? Rồi, vâng, vậy cho con xin cái danh sách này. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tuấn Hương không? Dạ, vâng ạ. Cảm ơn Tuấn Hương nhiều ha. Dạ. Thì con thay mặt bà Hà Điếc, 82 tuổi ở Edmonton, Canada, xin gửi lời chúc Giáng sinh và năm mới tới tất cả các cô chú anh chị hội viên được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và thưa cô chú anh chị, là bà Hà có nhắn với con là như thế này: nếu mà sang năm bà về được thì bà sẽ trực tiếp tới để phát quà biếu các cô chú anh chị, còn nếu trường hợp bà không về được thì bà sẽ gửi tiền để tiếp tục giúp đỡ các hội viên người mù. Dạ, có xin hết ạ. Chị này Trần Thị Dung sao không có đánh dấu nè? Chưa. Dạ rồi, vậy thì con cảm ơn cô nhá. Dạ, cảm ơn Tuấn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Tuấn Phương. Dạ, bác dạ. Bác Hà đến đây phát quà cho anh chị em. Trần Thị Dung tới chưa ạ? Dạ. Bà là hội viên cao tuổi nhất. Dạ. Nên biếu bà thêm 400 ngàn nữa. Dạ. Để bà dưỡng già nhá. Chúc bà nhiều sức khỏe. Đây bà cầm tiền đi. Đó, dạ rồi. Dạ vâng, chào chú ạ. Đây chị nhận dùm em, giờ chị Dung nhá. Dạ, rồi cảm ơn chị. Ở trong này còn cô chú nào chưa nhận tiền không ạ? Dạ. Vâng, vậy con chúc tất cả các cô chú năm mới vui vẻ nhá. Rồi. Rồi bây giờ con xin phép. Đây là Hội Người Mù thành phố Hồ Chí Minh, Hội Người Mù quận 11, số 186 Lãnh Minh Thăng. Thưa bác Hà, thì theo như lá thư bác dặn là có gửi tặng cho Lý Hương là 10 triệu để ăn Tết, thì con đã chuẩn bị sẵn và con bỏ trong này một cái bao thư, số tiền là 10 triệu để gửi tặng Lý Hương. Em mở ra, em đếm lại đi. Dạ con không cần đâu. Hôm nay thì Lý Hương có cùng với lại anh Tuấn Dương thì còn ngày nay đến Hội Người Mù quận 11 để phát cho các bà con thay mặt bà Hà. Và Lý Hương nghe anh Tuấn Dương nói là có một món quà của bác Hà gửi Lý Hương, mà Lý Hương không nghĩ là bác Hà cho Lý Hương một cái phần quà quá là to như thế này. Thật sự là quá là bất ngờ và rất là thiết thực. Lý Hương là trời, cảm thấy sao đó, quá hạnh phúc với lại cái phần quà của bác Hà. Và nhân cái dịp này thì Lý Hương muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bác Hà. Đã có những cái hành động rất là thiết thực giúp đỡ bà con, đặc biệt là mọi những người khiếm thị trong cái mùa COVID rất là khó khăn này. Và rất là cảm ơn cái phần quà dành riêng cho Lý Hương, quá bất ngờ. Và Lý Hương xin hẹn một dịp là sẽ gặp bà Hà để có những dịp mà giao lưu cũng như là đi ăn nữa. Không phải, tức là có những cái điều mà thật sự là ý nghĩa muốn là chia sẻ với lại bà Hà. Thật sự là quá bất ngờ với lại cái phần quà này. Cảm ơn bà Hà rất là nhiều. Cũng xin cảm ơn Lý Hương đã trợ giúp để phát tiền cho người mù quận 3 và quận 11. Rồi con sẽ tiếp tục thực hiện các cái chương trình trong những video clip kế tiếp. Nhân muốn nói nữa là xin chúc bà Hà là có thật thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là có những cái hành động rất là ý nghĩa đối với quý vị, các bà con mà khó khăn của đất nước mình. Cảm ơn bà Hà rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Lý Hương nhé. Đây, hình
ảnh những người mù được các tình nguyện viên đưa qua đường.